Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý vị đại biểu, cái bài trình bày của tiến sĩ Thành vừa rồi thì đem lại cho tôi có một cái cảm nghĩ là đúng là hiện nay chúng ta, các bác sĩ đang sử dụng quá mức ICS là bà. Ngay ở bản thân tôi, khi tôi hỏi lại câu hỏi vậy, bản thân mình có sử dụng quá mức ICS là bà trên bệnh nhân CVD không? Thì câu trả lời là có. Vậy giờ nếu mà mình muốn cải thiện cái vấn đề điều trị của mình thì cái lý do nào để mình có thể thay đổi bây giờ? Vậy cái rào cản nào làm cho một người bác sĩ đã sử dụng quá mức ICS la 3 như thế? Thì chúng ta có thể thấy được cái rào cản nó nằm trong hai lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là có lẽ chúng ta đã chưa nhận diện được chính xác bệnh nhân CVD nào sẽ dùng ICS la 3, bệnh nhân CVD nào không dùng ICS la 3. Và cái rào cản thứ hai nó nằm trong cái thực hành lâm sàng. Có việc kê cái ICS la 3 và việc kê la 3 la ma, nó có những cái rào cản gì khác nữa hay không? Bây giờ chúng ta nhìn lên cái điều trị này thì chúng ta cũng đã thấy được rồi. Thì chúng ta thấy rằng trong cái khuyến cáo của Gold năm 2018, cái vai trò của ICS la 3 nó không được nhiều như trước nữa. Những cái mũi tên mà người ta chỉ lên thì đó là những mũi tên nhỏ thôi. Tức là hướng mà qua ICS la 3 là hướng nhỏ. Còn cái hướng chính vẫn là hướng giãn phế quản tác dụng kéo dài. Bây giờ tôi xuống đen, chúng ta trong bài trình bày của tiến sĩ Thành, chúng ta thấy hiện giờ mình có 3 cái chỉ định để có thể dùng ICS la 3. Chỉ định thứ nhất là đây là một cái CBD nó có yếu tố hen hoặc là chồng lấn với hen ACO. Thứ hai là một cái CBD nó có được cấp thường xuyên. Và thứ ba là CBD nó có tăng bạch cầu ái toan. Nhưng mà chỉ định la 3 la ma hoặc la 3 la ma cho các trường hợp còn lại. Và như thấy thì lẽ ra cái tỷ lệ mà chỉ định đó, thì ICS la 3 chỉ khoảng 30%, còn cái khoảng la 3 la ma thì nó sẽ là 70%. Nhưng tình hình của Việt Nam mình là đảo lại, mình sẽ thấy đến 90% là mình có chỉ định ICS la 3. Vậy giờ mình đi lần lượt 3 cái điểm như vậy, mình đã làm sao để chẩn đoán được những bệnh nhân có chỉ định ICS la 3 bây giờ? Bây giờ tôi đi yếu tố thứ nhất. Vậy CBD có yếu tố hoặc là có chồng lấn với hen thì chúng ta có những tiêu chuẩn gì? Mình hỏi thử tiền sử bản thân hoặc gia đình của bệnh nhân có hen hay bị dính hay không, là một yếu tố thứ nhất. Cái này có thể làm không? Rõ ràng là có thể làm. Thứ hai, mình thấy cái triệu chứng hô hấp nó dao động nhiều quá. Nếu trong hen thì nó dao động rất nhiều từ ngày này qua ngày khác, còn trong CBD thì tương đối ổn định. Vậy chúng ta có thể làm sao mà nhận diện được điều đó đến người bệnh nhân của mình được? Mình hỏi như thế nào để làm được chuyện đó khi mà người bệnh nhân chuyển đổi từ bác sĩ này qua bác sĩ khác? Hôm nay tôi gặp ông A, ngày mai đồng nghiệp tôi gặp lại ông A, thì làm sao đồng nghiệp của tôi biết được rằng ngày hôm nay triệu chứng đã đổi hơn ngày hôm trước nếu chỉ dựa vào lời nói của người bệnh nhân? Cái yếu tố số 3, người ta dựa vô tắc nghẽn luồng khí có dao động nhiều. Muốn thấy nó dao động nhiều thì hoặc là mình phải làm test giãn phế quản, test kích thích phế quản, hoặc là mình phải lập lại hô hấp ký thường xuyên. Liệu rằng trong thực hành lâm sàng mình có làm lại cái việc lập lại hô hấp ký thường xuyên một chút để nhìn thấy sự dao động của nó hay không? Từ những điểm đó thì mình có thể thấy xem chừng đó là những rào cản làm cho mình không đến đạt được cái chẩn đoán của cái CBD có yếu tố hen. Đối với người bệnh nhân CBD trong quá trình thực hành lâm sàng, chúng tôi thấy là họ dung nạp cái triệu chứng tốt lắm. Họ có thể có rất là nhiều triệu chứng, nhưng mà khi mình hỏi là bác thấy thế nào trong tháng vừa qua, tôi khỏe bác sĩ, nhìn chung là vậy. Nhưng nếu mình đi sâu với câu hỏi mình hơn một chút, mình bảo chứ thế bác ho nhiều không, thì ngày nào tôi cũng ho, ngày nào cũng ho hết. Vậy triệu chứng đâu có ít đâu. Bác có khó thở không, thì người ta sẽ nói là chỉ chút ít thôi. Nhưng mà thực ra tôi chỉ ở nhà suốt ngày thôi bác sĩ. Thậm chí ở nhà tôi có 2 tầng lầu, mà cả tháng nay tôi cũng chưa lên lần, chưa trên cái tầng lầu ở trên một lần, bởi vì lên thì khó thở. Vậy rõ ràng triệu chứng của họ đã có nặng rồi đấy. Ngay cả chuyện mình nhận diện ra được triệu chứng của họ nặng hay nhẹ cũng đã có một cái điều gì khó khăn rồi, huống là mình có nhận được triệu chứng đó biến thiên nhiều theo thời gian hay không. Tôi nghĩ đó là những cái rào cản mà chúng ta đã có để trong quá trình mà chẩn đoán được CBD có yếu tố hen. Thế thì chúng tôi là một người bác sĩ, tôi đã nghĩ ra điều đó. Mình làm sao như thế này? Thì bắt đầu từ năm 2010, 2000,
11 thì bây giờ nó có cái két. Thì bây giờ tôi mới cho bệnh nhân của tôi là điền vô cái két này. Điền vô cái két này thì chúng ta thấy ở dưới đây là nó có một cái đường link vô cái trang web. Click vô một cái thì nó ra được cái bản két giống như tôi trình bày ở đây bằng tiếng Việt đàng hoàng. Bệnh nhân click vô đó thì nó ra được cái bản như vậy. Và mình có thể save, tức là phải lưu lại ở cái dạng là file PDF. Vậy thì hôm nay mình save lại, mình bỏ vào trong hồ sơ. Hôm sau đồng nghiệp mình coi lại, lại cho làm cái chuyện đó. Vậy thì có thể mình dùng cái cát này, mình thấy nó được biến thiên theo thời gian đấy chứ. Và nó có thể lượng hóa được. Bởi vì cái thang của cát nó đến 40 lần. Cho nên khi nó dao động nhiều con số, mình sẽ nhận diện nó được bệnh nhân nào là có sự biến thiên của triệu chứng. Tương tự như vậy với điểm ARC thì tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta cần phải làm kỹ hơn một chút. Thay vì chỉ hỏi một câu là có khó thở gắng sức hay không, chúng ta không nhìn thấy được sự biến thiên của nó như thế nào, thì đây là cách chúng tôi làm ở chỗ phòng khám của mình. Cho người ta ghi vô đây và lưu lại trong hồ sơ và chuyển thành điện tử thì mình save vô trong cái hồ sơ của mình, thì lần sau mình quay lại coi rất là dễ. Như vậy thì chỉ nhận diện sự biến thiên của triệu chứng chúng ta có thể làm một cách khả thi bằng CAT và MRC, và chịu khó làm một tí. Thay vì mình ngại quá mình không làm thì không trả lời được là người ta có biến thiên hay không. Cái hô hấp ký thực sự nó đã không được dùng đúng mức trong chẩn đoán CVD. Có rất nhiều lý do vì sao người ta đã không dùng hô hấp ký một cách phù hợp. Lý do thứ nhất, bệnh nhân vô đợt cấp rồi, làm sao mà đo được hô hấp ký? Đa phần các trường hợp chúng ta gặp chuyện đó nếu làm trong bệnh viện. Còn ở người Việt Nam mình thì thực sự là gì? Nếu bệnh nhân khỏe thì đã không đến bác sĩ, mà đã đến bác sĩ thì không khỏe. Cho nên cái tỷ lệ bệnh nhân thực sự được làm hô hấp ký không có nhiều. Bệnh nhân này lớn tuổi quá làm sao đo hô hấp ký được? Bệnh nhân này làm sao mà hợp tác đo hô hấp ký đúng kỹ thuật được? Tại vì muốn người ta hợp tác tốt mà đo hô hấp ký tốt được thì người kỹ thuật viên phải giải thích cho nhiều. Tiền lương có chừng vậy thôi, làm sao mà tôi giải thích nhiều cho được? Nhiều bệnh nhân quá làm sao tôi giải thích được? Cho nên tốt nhất là không hợp tác. Đó là những lý do thuộc về người bệnh nhân, làm cho tỷ lệ bệnh nhân được đo ký rất là thấp. Còn lý do thuộc về bác sĩ và cơ sở y tế nữa. Trong số quý vị ở đây, tôi vẫn tin chắc rằng có một số quý vị đến từ cơ sở y tế không có trang bị máy hô hấp ký. Và điều đó nó dẫn đến câu chuyện là bác sĩ tự tin rằng chỉ dựa vô triệu chứng lâm sàng thôi, tôi cũng có thể chẩn đoán CVD được. Điều đó đúng và không đúng. Đúng nhưng mà không đủ. Chẩn đoán được nhưng mà tôi không biết được mức độ nó, không biết được dao động của nó. Và cuối cùng bác sĩ kỹ thuật viên ngại đo hô hấp ký. Bác sĩ thì ngại ra cái chỉ định hô hấp ký, kỹ thuật viên thì ngại đo hô hấp ký vì quá mệt. Đó là lý do hết sức bình thường. Thực ra chúng ta biết rằng cái đo hô hấp ký lặp lại thì giúp nhận diện CVD cho tắc nghẽn khí dao động rất là nhiều. Và khuyến cáo cho thấy là trong những trường hợp FEV1, FEC ở mức mấp mé 0.6 đến 0.8 thì chúng ta nên làm cái chuyện đó. Và tôi thực hành lâm sàng thì thấy rằng những người bệnh nhân nào đo hô hấp ký lần đầu mà có test chẩn quản dương tính thì những bệnh nhân đó có một cái cơ may là họ sẽ dao động chức năng hô hấp theo thời gian. Thì những bệnh nhân đó đặc biệt tôi lưu ý để lặp lại hô hấp ký trên thực hành lâm sàng. Hoặc là tôi thấy một cái bệnh nhân mà đáp ứng một cái hết sức là ngoạn mục với điều trị, điều đó là khác biệt với CBD. Hôm trước thấy chịu nhiều, hôm sau một tuần, hai tuần sau vô thì thấy khỏe quá, khỏe đến mức không ngờ. Coi chừng người đó là có hiện tượng biến thiên hô hấp ký nhiều, thì tôi phải làm. Và như vậy thì nếu mà mình có thể làm được hô hấp ký một cách nhiều hơn thì mình có thể nhận diện được tắc nghẽn luồng khí có dao động, có phù hợp là phù hợp với CBD có yếu tố hen hay không. Thì đây là một bệnh nhân thì chúng tôi cũng làm được, thấy được điều đó. Khi mà bệnh nhân này chúng đo hô hấp ký lên thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái FEV1 của nó có 36% thôi. Nhưng mà sau khi mà test giãn phế quản lên thì chúng ta thấy ở chỗ này có một cái đặc biệt là FVC thì nó cải thiện 17%, nhưng FEV1 thì cải thiện có 8% thôi. Thì chúng ta chỉ cần một trong hai cái đó cũng định nghĩa là có đáp ứng với thuốc giãn phế quản rồi. Thông thường mình có thể là mình nhớ FEV1, nhưng mà ở đây mình phải nhớ FVC cũng đáp ứng, cũng tính là cái tiêu chuẩn đáp ứng nữa. Và cái bệnh nhân này 3 tháng sau thì mình đo lại mình thấy FEV1 hôm trước nó thấp mà hôm nay nó lên 59% rồi đấy. FVC nó lên 78% rồi đấy. Đây là những người bệnh nhân chúng tôi gặp và khi mà lần đầu nó có đáp ứng thì lần sau mình đo lại nó sẽ cải thiện 3 tháng sau. Nhưng mà tiếc rằng trên 100 bệnh nhân như thế thì cái số bệnh nhân này tôi gặp được ít thôi. 30% là nhiều. Còn đa số cái bệnh nhân khác là như vậy. Đo lần đầu tiên nó là như vậy, 29% thôi, không có đáp ứng với thuốc giãn phế quản gì hết, chỉ có 4% cải thiện thôi. Những bệnh nhân này tôi làm lại sau 3 năm, tôi cứ làm cứ đến khám
mấy tháng sau kiểm tra lại, 3 năm sau chức năng hô hấp nó cũng bình ổn như thế. Đây là những bệnh nhân tôi gặp thường hơn 70% các trường hợp. Cho nên những bệnh nhân mà có yếu CBD, có yếu tố hen, nó không có nhiều như mình nghĩ. Ở chỗ của tôi thì có cái phế thân ký. Cái phế thân ký nó rất là tốt, bởi vì nó có thể phát hiện được hiện tượng căng phồng phổi, là một cái yếu tố mà hồi nãy tiến sĩ Thành đã nói. Ở trong CBD nó có hiện tượng tắc nghẽn luồng khí và hiện tượng bẫy khí ở trong phế nang. Nếu chúng ta nhìn được cái chuyện bẫy khí này thì chúng ta có thể nhìn nhận được cái CBD rất là tốt. Thì chúng ta có thể dựa vào chỉ số RV lớn 120%, RV TOC lớn hơn 35, 0.35 và TOC lớn 120% giá trị dự đoán. Cái điều này rất là tốt, bởi vì nó có thể giúp cho mình những cái trường hợp mà nó mập mờ, đây là hen hay CBD, hay là CBD có tắc nghẽn luồng khí áp đứng mạnh. Nếu chúng ta có một bệnh nhân CBD vô lần đầu không biết gì hết, đau hấp khí nó áp đứng rất nhiều, mình sợ nó là hen phải không? Hay nó chỉ là CBD thôi? Thì nghĩ chi mà chúng tôi nhìn vô cái chỉ số mà cái bẫy khí, mà nếu nó có bẫy khí thì tôi tin chắc rằng cái này là CBD rồi. Nếu mà bẫy khí không có thì tôi coi chừng nó là hen. Và thậm chí có những trường hợp hen nhưng đáp ứng không phục hồi gì hết trơn, phục hồi rất là ít, nhưng mà tôi nhìn vô chỉ số ứ khí phế nang tôi thấy không có gì hết, tôi vẫn có thể tin tưởng nhiều hơn đây là hen chứ không phải chỉ là CBD không. Đây là một cái ca lâm sàng mà chúng ta cũng thấy được cái điều đó. Người bệnh nhân trên lâm sàng thì gợi ý nó là một trường hợp CBD rất là rõ, nhưng mà khi chúng ta đo cái phế thân ký ở trên bệnh nhân này thì chúng ta thấy có hiện tượng cải thiện cái FOV1 rất là nhiều. Ở đây nó cải thiện đến 22%. Và thậm chí cái chỉ số FOV1 đến FVC sau thuốc giãn phế quản nó còn mấp mé, không có tắc nghẽn nữa, làm cho mình hồ nghi. Tại mình biết là CBD sẽ là phục hồi không hoàn toàn với thuốc giãn phế quản. Tại sao con ca này nó lại có hiện tượng là phục hồi có vẻ là hoàn toàn? Tại FOV1 đến FVC nó đã vượt lên trên cho NLNN rồi. Nhưng mà nhìn xuống cái chỉ số của phế thân ký ở đây thì chúng ta thấy ca này có ứ khí phế nang và trên lâm sàng phù hợp nữa, thì tôi mạnh dạn nghĩ rằng nó là một trường hợp bệnh nhân bị CBD chứ không phải là hen, nhưng mà có yếu tố hen ở trong trường hợp này. Có một cái xét nghiệm thăm dò chức năng hô hấp khác, đó là để vượt qua cái chuyện mà bệnh nhân không thể gắng sức được, đó là đo kháng lực đường thở bằng sóng xung động hoặc là cái IOS hoặc FOT đó. Thì cái giá trị của nó là có thể phát hiện được cái tăng kháng lực đường thở, và hơn nữa chúng ta có thể thấy được hiện tượng đáp ứng với thuốc giãn phế quản như thế nào, và như thế nó có thể giúp cho mình nhận diện được cái sen hay là CBD hay là cái sự ở chỗ này, ở trên này chúng ta thấy trên cái ca này, ở trong cái biên ở bên này là cái giá trị của kháng lực đường thở. Thì chúng ta thấy rằng đây là trong thời kỳ hít vào, đây là trong thời kỳ thở ra. Ở trong bệnh nhân CBD có đặc điểm là thở ra thì đường thở sẽ bị hẹp lại, do vậy thì kháng lực đường thở thì thở ra nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Nhưng trên bệnh nhân này chúng ta không thấy chuyện đó, chúng ta yên tâm coi chừng nó không có hiện tượng cái chuyện này, và cái đáp ứng với thuốc giãn phế quản cũng không có dương tính rõ trong trường hợp này. Nhưng mà ngược lại trong ca này thì chúng ta thấy kháng lực đường thở chúng ta hít vào thì thấp, nhưng mà kháng lực đường thở trong đường thở ra thì rất là cao, và đáp ứng với thuốc giãn phế quản là dương tính. Vậy thì cái FOT này nó giúp chúng ta vượt qua cái rào cản là bệnh nhân kháng sức không có chịu được, không hợp tác được, mà chúng ta có thể đưa đến cái chẩn đoán của mình gần hơn. Yếu tố thứ hai là CBD có đợt cấp thường xuyên. Cái định nghĩa của nó là lớn hơn 2 đợt cấp trong một năm. Vậy thì ở chỗ này có gì? Đợt cấp là khi nào? Khi bệnh nhân nhập viện hay là bệnh nhân nặng lên? Vậy thì những trường hợp được cấp nhẹ trung bình chúng ta làm sao phát hiện được? Nếu chúng ta bỏ qua thì có phải là bỏ qua rất là nhiều trường hợp bị có đợt cấp hay không? Còn nếu bệnh nhân có một đợt cấp hàng năm thì cũng lại phải trả lời thêm một câu hỏi, có đúng là đợt cấp của CBD thực không, hay là đợt cấp do một biến cố cấp tính khác của bệnh CBD? Và có 6 cái biến cố như thế từng gặp trên CBD, đó là suy tim, viêm phổi, ung thư phế quản, thuyên tắc phổi, tràn khí màng phổi, gãy xương xương. Đó là những cái thứ mà người bệnh nhân CBD có thể gặp và họ có thể nhập viện. Tại sao mình chẩn đoán đó là đợt cấp? Và người ta biết rằng 1/3 số bệnh nhân có đợt cấp, họ chỉ có 1/3 số đợt cấp được người ta báo cáo thôi. Vậy là mình bỏ sót 2/3 rồi. Vậy trên thực hành lâm sàng chúng ta làm thế nào để vượt qua cái rào cản này như thế này? Thì chúng tôi sử dụng cái này trong thực hành lâm sàng của mình luôn. Dùng cái nhật ký theo dõi CBD có 3 triệu chứng chính và 6 triệu chứng phụ. Bệnh nhân sẽ phải gì? Phải tự đánh giá cái sự thay đổi đó của họ hàng ngày. Và mỗi buổi sáng 10 giờ sáng họ vào đánh vô. Và nếu như trong 2 ngày liên tiếp mà cái triệu chứng ở mức D và mức E thì đó là đợt cấp rồi. Vậy thì người bệnh nhân sẽ có nhiệm vụ làm cái chuyện này để giúp cho chúng ta trong việc chẩn đoán có đúng là có đợt cấp thường xuyên hay không. Yếu tố cuối cùng là yếu tố số 3, CBD này có tăng bạch cầu đáy toan hay không? Thì tăng bạch cầu đáy toan ở trong các nghiên cứu người ta nhiều là tăng bạch cầu đáy toan trong đàm lớn 3%. Thì chúng tôi khi mà được cái thông tin này, chúng tôi tổ chức cố gắng để làm được cái bạch cầu đáy toan, để xem thử trong bạch cầu đáy toan bao nhiêu phần trăm tỷ lệ thế nào. Thì làm phải nói là rất là khó khăn, và cái khó khăn nhất là lấy được đàm để mà đo cái bạch cầu đáy toan này.
Đó, cho nên cái chuyện đó về mặt khả thi, về mặt kỹ thuật thì Bạch Cầu Ý Toan không có, tôi chưa làm không được. Bạch Cầu Ý Toan tăng 3%. Thì thực sự khi mà nhìn cái tiêu chuẩn này thì tôi rất là lo. Lo thứ nhất là có cái tỷ lệ bình thường từ 1 đến 7% eosinophil. Vậy thì lớn 3% có lẽ là sẽ có nhiều bệnh nhân trong dân số có cái eosinophil tăng 3%. Vậy có lẽ nhiều họ nó lại có yếu tố hen nhiều như vậy sao? Và điều thứ hai mà giáo sư Đỗ Quyết có hỏi đó, vậy Việt Nam mình có nhiễm ký sinh trùng thì liệu rằng cái số 3% đó có làm cho mình lo lắng hay không? Đấy, thì khi mà lo lắng như vậy thì chúng tôi ở trong thực hành lâm sàng cũng vô sử dụng thay bằng cái FNO. Thì đây là cái quả FNO trên cái bệnh nhân hồi nãy CBD hồi nãy mà 69 tuổi mà có sự cải thiện tới 22%, thì đo ra cái FNO của ca này là 109 ppb. Vậy điều đó nó giúp lại cho mình chẩn đoán đây là CBD có yếu tố hen một cách rõ ràng mà nó có tăng bạch cầu hải toàn. Và đây là cái ngưỡng mà chúng ta dùng, thì có lẽ tí nữa giáo sư Sĩ cũng sẽ nói thêm về cut off point, tức là cái điểm cắt của mình. Thì chúng tôi vẫn dùng của theo cái khuyến cáo của ATS thôi, là 25 và 50. Nếu trên 50 thì chắc chắn rồi, nếu dưới 25 thì không có viêm con đông dạng tế bào hải toàn, còn 25 đến 50 thì trên lâm sàng. Vậy thì trong cái vấn đề điều trị của CBD thì chúng ta có những rào cản gì không? Thì chúng ta phải nói rằng ICS LABA được chỉ định nhiều là đầu tiên bởi vì cái niềm tin vào cái sản phẩm nó rất là lớn. Niềm tin vào ICS LABA nó lớn là bởi vì nó đã có mặt trong hướng dẫn, nó đã rất tốt trong điều trị hen suyễn. Vì thế chúng ta sẽ có một niềm tin lây lan rằng nó cũng sẽ tốt trong CBD. Và trên thực tế lâm sàng khi chúng ta điều trị, chúng ta đã có một số trường hợp cũng đáp ứng rất là tốt với ICS LABA. Nó làm cho cái niềm tin được xây dựng và củng cố theo thời gian rất là nhiều. Trong khi đó chúng ta lại có cái quan ngại về sự sử dụng cái ICS, cái LABA và ICS như thế nào. Mình sợ hãi rằng CBD có thể vào được cấp khi rút ICS ra khỏi cái phác đồ điều trị có ICS LABA. Mặc dù mình biết hướng dẫn là không phải tất cả bệnh nhân đều bị, nhưng mà niềm nỗi sợ đó đã đi vào mình không dám rút ra khi bệnh nhân đã ổn định. Mình lại nghe nói rất là nhiều là LABA nó có thể tăng tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân hen nếu dùng đơn thuần. Vậy thì điều đó có diễn dịch ra bệnh nhân CBD không? Nỗi lo sợ về LABA trên bệnh nhân CBD lề về tim mạch có nhiều hay không? Làm cho mình nhát tay, mình rất là sợ khi mình dùng cho LABA một mình. Và thậm chí trên bệnh nhân đó, mình không đoán chắc rằng nó không có hen đâu, thì làm sao mình dám bỏ cái ICS đi? ICS dùng kéo dài thì có khả năng gây viêm phổi cho bệnh nhân CBD. Nhưng mà liệu rằng người bác sĩ mình có thấy điều đó hiện ra hay không? Hay là lúc nó ra đợt viêm phổi rồi thì mình nghĩ đó là do vi trùng thôi. Cho nên cái nỗi quan ngại về ICS không đủ lớn để mà mình dè dặt cái chuyện sử dụng ICS. ICS LABA sẵn có và dễ tiếp cận. Đây là lý do thứ hai trong thực hành lâm sàng. Nó nhập vào Việt Nam rất là lâu, lâu trước khi LABA, LAMA có sẵn nhiều nơi bảo hiểm y tế trả. Và nếu tính về giá thì nó rẻ tiền hơn LABA, LAMA, LABA, ICS. Và sau đây thì mình có rất là nhiều cái CME tổ chức về vai trò của ICS 33 trong điều trị CBD, thì tổ chức rất là thường xuyên, bài bản và công phu. Thì có một cái điểm rất hay của nó giúp chúng ta nhận diện được cái bệnh nhân hen mà phải bệnh nhân CBD mà phải dùng ICS 33. Nhưng mà bởi vì làm quá nhiều như vậy cho nên cái độ nhạy cảm mình lên rất nhiều, và đôi khi mình quên mất một điểm rằng ở trong CBD thực sự cái nhóm mà không dùng ICS 33 nó lại nhiều hơn là nhóm dùng ICS 33. Vậy từ đó chúng tôi đưa ra cái quan điểm điều trị là first do no harm. Đầu tiên thì không có gây hại. Còn 1 phút hết. Dạ. Thì ICS lâu dài thì gây hại, cho nên là những bệnh nhân nào chỉ có thể chấp nhận nếu ICS có ích cho bệnh nhân. Còn nếu mà không có chỉ định thì chúng tôi sẽ không có dùng. Và ICS sẽ là lựa chọn hàng hai sau khi các thuốc khác đã được sử dụng mà hiệu quả chưa tối ưu. Nghĩa là đợt cấp thường xuyên chưa đáp ứng với LABA LAMA. Đợt cấp thường xuyên chưa đáp ứng với LABA, LAMA dùng kết hợp thì tôi mới chuyển. Và đây là cái cách điều trị những thực tế. Thì đầu tiên, đó là cách chúng tôi dùng. Đầu tiên có CBD thì chúng tôi xác định kiểu hình, xem có đúng là có chỉ định LABA hay ICS không. Có 3 thứ thôi: đợt cấp nhiều, eosinophil tăng và yếu tố hen. Dùng những cái mà hồi nãy tôi vừa mới trình bày. Nếu có điều đó thì tôi dùng ICS LABA cho họ. Còn nếu không có điều có thì không dùng ICS trong trường hợp này. Không có đó thì tôi sẽ quay về phân nhóm ABCD, và theo cái ABCD này thì chúng ta sẽ dùng. Nếu nhóm A thì dùng SABA hoặc là SABA SAMA kết hợp. Nhóm B thì dùng LABA hoặc LAMA. Nhóm C thì dùng LAMA. Còn nhóm D thì dùng LABA, LAMA kết hợp. Vậy kết luận trong bài trình bày của tôi ngày hôm nay gồm có 4 ý sau đây. Ý thứ nhất là ICS LABA được chỉ định cho CBD có yếu tố hen, có đợt cấp thường xuyên và tăng tế bào hải quan.
có rất là nhiều rào cản cho việc nhận diện đúng ba đối tượng này trên thực hành lâm sàng. Chúng ta nên có thể là sử dụng các công cụ đánh giá lâm sàng, đánh giá chức năng hô hấp và theo dõi biến thiên thì có thể giúp ích chúng ta nhận diện điều đó một cách chính xác hơn. Và cuối cùng thì chúng ta không thể dùng ICS cho cái nhóm bệnh nhân CMD mà không có chỉ định ICS là 3. Tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi tất cả quý vị đồng nghiệp. Xin cảm ơn.